Hôm trước mình đã giới thiệu con Harman Kardon HK6800 cũng như ghép thử cái nó với một cặp loa lớn, thì bây giờ mình sẽ ghép với một cặp loa nhỏ thôi, JBL L20T, thì để các bạn nghe thử cảm nhận được cái sự chơi đa nhịp của âm ly này. Đó, thì ghép những dòng loa từ 2 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc cho đến những dòng loa nhỏ như tấc 8, như Bookshelf, như cặp loa JBL L20T này. Thì JBL và Harman Kardon là cùng chung một công ty Harman rồi nha các bạn. Thì cái cả hai cái đời này nó ra mắt lúc cái thời điểm Harman Kardon đã thâu tóm JBL cũng như Infinity. Cái âm ly được ra đời khoảng những năm 91 và đôi loa cũng vậy. Thì cái đôi loa JBL L20T nó có cái đây là phiên bản nhỏ nhất của cái những cái dòng L từ L20T, L60T, L80T đến L100T, và những cái đặc điểm của những dòng đó là nó đều sử dụng thép titanium, không khác gì cái thép của L20T này. Có nghĩa là chúng ta lấy cái loa thép của L20T này, chúng ta gắn vào cho cái loa của L100T vẫn được, vẫn xài chung, hoặc là 4311, xin lỗi, 4312 và 43 4410 và L5, L7, L3 đều chung cái loại thép titanium này. Còn Harman Kardon HK6800 thì con này rất là lực, rất là mạnh mẽ rồi. Với cái mình so sánh nó với những dòng nổi tiếng của mà được ưa chuộng như Harman, xin lỗi, như Denon hoặc là Marantz, Denon 880D hoặc là Marantz 94, thì chất âm của nó có phần mạnh mẽ, uy lực hơn, độ chi tiết cũng rất là trong. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test cái bộ đôi này nhé. Âm ly là 8 triệu rưỡi, đôi loa là 5 triệu 6. Lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sóng thương, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa tưởng như bước lẻ phố, có người con gái buông tóc một bâng khuâng gắn vẫn khiêu tìm đèn đen nhớ nhung đi vào quên sông sâu cô nhân ơi đi về đâu gửi hồn chim vào đôi mắt ai ân chưa tròn đêm ngàn đời nhớ nhau phố nhỏ đường mưa trên lối đường mưa chân lối về sương sầu nhân thế đọng trên mi có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại với mỗi mùa tiễn đưa một một
đã hoàn thành bài test 2 mang ga đông HK 6800 với DBL 20T.